ันเตรียมลือทาแจงจังคนลือพวกแผ่นโปสเทียปรอติบชีวเลียบันแดดโปร่งเปรียดเนี่ยดองจนละซาสนอสโคสายำรีกเลียกเหนียวยาจมวัดรมตมคือปรวยกายาก้มหอตรอแดเร่งสักชั้งดอยเจียตูอ้อดอยตูงอมเลือนเดินดอดอกการิงอ้อดับสนำเปรตไม่ยังแม่นสักเสรัยจนรอสไรสบายหิวยาให้ยะยะให้ยะยะให้ยะยะให้ยะยะสับจังกันแต่สองดมจะไม่สักทารอพลันรถไม่อากิสนีจันจังลืดลาสามัดปิ้งดอยไตรเมียนเทมซ้อมน้องทำไมสะอาดนะซ้อมช่างเอ้ยแนกนี่เฮ้ยเชียกเนยเบียดนาไอ้เยอะๆไอ้เยอะไอ้เยอะไอ้เยอะๆไอ้เยอะđèn gió tung bay giữa trời bao la mang nguồn hạnh phúc đến cho muôn nhà hey, hey. 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 Nghe khắp trời quê hương bừng lên muôn nhịp sóng dòng sông trắng mênh mông dàn bao thuyền ngó nước nhanh nghe như mùa xuân sang mừng quê hương đổi mới tràng niềm tin sáng ngời muôn ngàn hoa tô đẹp cuộc đời hay yeah yeah hay yeah hay yeah hay yeah hay yeah sóng trăng càng thêm xanh hàng dưa thêm dập bóng đồng lúa mới đưa hương cùng làng quê điền sáng chói chang tiếng xanh cá tôm đầy đẹp thêm công trình mới đẹp sao sắc trăng ngời đang đòi thấy ra từng từng ngày hay giờ giờ hay giờ hay giờ hay giờ giờ hay giờ mau đến những
mà tôi có lại là tôi có bạn không có tập lại rồi là đây là chúng ta tôi ở đội chúng ta của chúng ta là có tổng số là của đội thi đấu hai đã được xuất hết phải được quay số 1 trường Bali số 3 số 6 quay khu vực khán đài hoặc đội xe đây cho cô Trung và Mỹ Xuyên số 25 Thank you.
Thank you.
Thank you.
Nguyễn Hạnh chị, chiếc tà ân của Mỹ Tú, chiếc tam sóc của Mỹ Tú, chiếc gạch dầu của Cà Mau, chiếc mô tí tích của Trần Đề, chiếc rẹt ầm phu của Nguyễn Trần Đề, chiếc càng long của Trà Vinh, chiếc lộ mới của Hạnh chị, chiếc cờ đỏ của Cần Thơ, chiếc nha si cũ của Kiên Giang, chiếc chậu bích chắc của Châu Thành, chiếc Yeah.
Chúng ta có làm như là sử và chiến thắng được chiếc áo của chúng ta. Hoàng Nam, 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 H
Thank you.
chúng ta thấy chiếc ghe của Lương Nghĩa Hậu Giang dường như là bỏ chiếc nón chung của Cù Lao Dung hơn một thanh ghe. Tôi xin được công nhân của Cù Lao Dung mình lên xuống đường tại đây ba sa to là bảy ba sa to là đầu cùng con hết cùng con mấy đứa người cùng con hết cùng con là con kia mình là con Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao, đời vẫn đẹp sao, đẹp sao. Festival Đua Ghe Ngò đồng bào Khmer đồng bằng sông Cửu Long Sóc Trăng lần thứ nhất năm 2013 được truyền hình trực tiếp trên sóng phát thanh và truyền hình của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Sóc Trăng. Đến tham dự buổi lễ với bà con đây, ban tổ chức xin trân trọng được đón tiếp ông Nguyễn Trung Hiếu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó ban chỉ đạo Festival Đua Ghe Ngò đồng bào Khmer đồng bằng sông Cửu Long Sóc Trăng năm 2013. Ghe ngò nữ có tên sau đây cùng bước lên sân khấu. Xin kính mời đội Chùa Ngang Dừa, tỉnh Bạc Liêu. Xin kính mời đội Chùa Kỳ Sơn, tỉnh Vĩnh Long. Xin kính mời đội Chùa Âm Đông Miên Chi, tỉnh Hậu Giang. Xin kính mời đội Chùa Cao Tôn, viện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng. Chùa Cao Tôn, viện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng. Chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Trương Minh Lưu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sóc Trăng lên trao giải cho các đội. Xin chúc mừng đội Chùa Âm Đông Miên Chi, tỉnh Hậu Giang. Xin chúc mừng các đội và xin cảm ơn ông Trương Minh Lưu. Tỉnh Vĩnh Long. Và chúng tôi cũng xin kính mời ông Mai Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng lên trao giải. Kính thưa quý vị, với giải nhất nữ, giải thưởng trị giá là 200 triệu đồng đã thuộc về đội Chùa Ngang Dừa, tỉnh Bạc Liêu. Xin chúc mừng đội Chùa Ngang Dừa, tỉnh Bạc Liêu. Và chúng tôi cũng xin kính mời ông Mai Phương tiếp tục trao giải nhất cho đội Chùa Ngang Dừa của tỉnh Bạc Liêu. Xin chúc mừng các đội ghe nữ đạt giải và xin cảm ơn ông Mai Khương.
tỉnh Sóc Trăng. Xin kính mời đội huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh. Xin kính mời đội Nha Tây Củ, tỉnh Kiên Giang. Xin kính mời đội Phong Tân Chắc, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng. Xin chúc mừng đội Nha Tây Củ của tỉnh Kiên Giang và giải đạt giải ba với giải thưởng trị giá là 100 triệu đồng đã thuộc về đội Phong Tân Chắc của huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng. Chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Bách Dương Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng lên trao giải. Một lần nữa xin chúc mừng các đội và xin cảm ơn ông Bách Dương Tùng thuộc về đội Vô Thi Bồ Đức của huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. Và giải nhất đã thuộc về đội huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh với giá trị giải thưởng là 200 triệu đồng. Chúng tôi cũng xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Trung Hiếu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng lên trao giải nhì và giải nhất cho các đội. Tổng giá trị các giải nhất, nhì, ba mươi đội Game Bao Nam do Viễn thông Sóc Trăng tài trợ. Thật là đồng nhiệm rồi nha.